Mời các bạn xem tiếp tục các trận đấu hấp dẫn nha bạn. Bên đây là Thọ Quốc Tý Châu Tài Nhỏ, nhưng mà Thọ với Tý Châu công các bạn. Còn bên kia là Tự Do là Quy Sóc Trăng Lê Năm Bình Định Lê Văn Liện và Cầu Truyền Hai. Một không. Bên đây là Thọ với Tý Châu công nha các bạn. Còn bên kia là Tự Do các bạn. Có thể nói như những ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần các bạn à, sân chơi đều thường thường tụ tập các cầu thủ võ lâm các bạn. Chuyền xấu với trời. Một gói nữa hả? Gói đồng hả? Lê Văn Liện công trái banh quá hay các bạn ơi. Lê Văn Liện tay phải nhưng mà qua đánh số 2 các bạn à. Là 5 gói đúng không? Mấy mấy à dây? Mày né cái màn hình cơ mày, chuyên môn mà. Chuyên môn thì thằng này không bao giờ không bao giờ mà cái hình của mày thì lúc nào vậy? Kè rồi mệt mỏi nữa nè. Ủa cái này sao Thọ nó không lên chắn à? Bên kia. Bắt bên nào? Bắt bên nào sư? Giá hài để bậc tư. Dễ ăn quá. Bên này có gói. Như rồi. 3 4 nói chuyện với em. Người nói chuyện với em. Trời ơi trời, chết tôi. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lu sơ bu các bạn ơi. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lu sơ bu các bạn. Cái nữa đây. Bên Thọ đang tắt 5 gói á. Đặt nó luôn đi nhá Lâm. Nói tí nữa đi. Cái gì đeo sút mà chẳng ai bắt mai nhá. Lê Văn Liện nãy là lên bóng hay qua quả hay quá các bạn ạ. Cho nó có đi, phải nói nhiều. Còn lại không? Điều đi chê mày không ấy, dây mày không tao. Nãy giờ nó bắt cái điểm không? Không, bây giờ mày đi. Sao ai bắt mày? À vậy hả? Hay quá Thọ ơi. Thọ tay trái nhẹ nhàng. Mình còn 4 hả gì? Mình còn 4 hả? Mình còn 4 hả? 4 là mình, mày mình mày hay 4 hay vậy? Hay thật. Cái gì? Tại sao? Bạn đẹp luôn trời. Bạn đẹp luôn trời.
không có xác nhận. Bạn không thấy âm gì ăn luôn à? Cục tiền nó kỳ mà. Như vậy. Không nhảy lên chọc. Lực cầm đầu cho mày thôi. Làm xong cho ta lại đây tao lừa. Bao nhiêu rồi? Đều. Đều chứ thỏ phát bùng gì đâu. Cái này là phát bùng phát lắm á. Có bình tí trắng à. Cái này là phát bùng phát lắm. Sơn thỏ lên trắng rồi. Đứng trang mà nó trắng cũng tới rồi, nó trắng ai khác. Tránh hơn lên pháp luôn lúc lại đó, má về chưa đỡ lắm á này. Sáu đều. Trời ơi, đu má bài bản vậy ghê. Wow. Mấy ăn năm luôn. 7 sao. Để ăn năm một gói chứ lần. Để ăn năm nửa gói. Hỏi sao? Nhẹ kính ngờ ná chứ. Ê, chị trời. Chị trời. Chị trời, nhiên liền nó nhiều tiền lắm không? Nó nhà giàu lắm á. Mẫu gì vậy, Bình Phước không? Gì? Nó Bình Phước không? Mày đá làm tao bắt mày đó. Đã 6 gói rồi nè. Nó tiền lắm. Năm là sao anh được? Rồi đá 5 gói. 7 đều. 7 đều mà đá 5. Bà nội mày. Tám bảy đội bên. Bên kia đá đầu gối. Đá đầu gối. Bên Lê Văn Luyện năm và Quy Sóc Trăng bánh bía gác điểm nhưng mà bên kia đá động không là các bạn là sao các bạn? Tám bảy. Tám bảy. Trời ơi tí. Trời ơi. À, quả banh rồi đã làm đó cho các bạn nghe nha. Chỉ có Tài Thọ và Tí Châu công lưới cho nên quả bóng đó Tài nhỏ qua thua nha các bạn. Tài nhỏ qua bóng lưới thua nha. Rồi xong luôn, xong luôn. Hiện tại bây giờ team của Lê Văn Lẹn đang nổi trội lên, nổi dậy lên các bạn ơi. Quả bóng đó là Tài nhỏ qua lưới thôi các bạn. Bên kia chỉ Thọ với Tí Châu qua lưới công lưới thôi nha. Tám mười. Hiện tại bây giờ là tỷ số 8-10 các bạn. Các bạn hãy chờ xem kèo hẹn giữa Tiến Đen và Chí Mexico các bạn. Chờ ngày sẽ hai đứa em thi đấu nha các bạn. Thì Chí Mexico đang thi đấu ở tập huấn ở Cần Thơ các bạn, chuẩn bị vào giải cho Mexico thành phố Hồ Chí Minh. Còn Tiến thì bị bệnh chưa phục hồi công lực được các bạn. Còn Bảo Cao đối đầu công lưới với Chí Mexico, nhưng mà hai bên mượn phát đứng phát nha các bạn. Các bên đã nhận lời hết rồi nhưng mà chờ ngày thôi các bạn. Mười một tám. Thì quên hết nổi không vậy? Xin lỗi các bạn, nếu không có gì thay đổi thì bên Tí Châu Thọ sẽ đầu hàng xếp lên đây các bạn ơi. Dương cờ trắng. T
tí cảm giác như thể lực đang xuống các bạn ơi. Anh ấy bên bang California lạnh quá, về Việt Nam nóng quá cho nên nhanh hết pin quá. Quá đẹp. Chín mươi hai. Chín mười hai, chín mười hai. Tao lên cho Tấn. Cho tao lấy đất. Ba trên. Hai à? Ủa ba, ba lấy hai mà. Tao lên nữa. Có đặt đâu mà có ly nữa. Cầm gì thắt. Không ba. May mắn thì cũng lẫn là may mắn mà ơi. Tân, đây nè con. Đây. Thế kêu nhiều. Hết phim. Đội của team của Lê Văn Luyện 5 và Huy bên phía trận thắng các bạn. Tí Châu Quốc Thọ tài nhỏ chết nha các bạn. Chúc các bạn những ngày cuối tuần xem bóng vui vẻ nè các bạn nha. Nhớ đăng ký subscribe kênh Đại Lâm Vô Đồ Dọ các bạn. Thank you các bạn nhiều nha. Chuyện bình thường thôi, chuyện lừa lừa. Tôi là Đại Lâm Bình Luận Viên Tào Lao, chào biết đâu nha các bạn. Nhớ các bạn ủng hộ dùm kênh của Đại Lâm là thank you các bạn nha. Có gì bình luận tham khảo vô góp ý cho vui các bạn. Anh ấy hết pin rồi các bạn ơi. Thật sự anh ấy giờ pin bỗng đang xuống rồi. Hết pin mà vô nữa. Hết pin vô nữa nè, nữa là hết pin vô nữa nè. Để luôn anh Tâm. Để luôn. Không giữ cách. Đại ông.